B. Phạm vi hành ấm, kinh văn Xanh diệt căn nguyên, tòng thử phi lộ, kiến trư thập phương, thập nhị chúng sanh, tất đàn kỳ loại, tuy vị thông kỳ, các mệnh do tự, kiến đồng sanh cơ, do như dã mã, tập tập thanh nhiễu, vi phù căn trần, cứu cánh su huyệt, thử tác danh vi, hành ấm khu vũ. Việt dịch căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra, thấy được 12 loại chúng sanh trong khắp mười phương rõ hết các loài. Dù chưa thông suốt manh mối của mỗi loại, nhưng đã thấy chúng có chung một cơ sở sinh diệt, giống như sóng nắng chớp nhoáng bập bềnh, làm điểm then chốt để phát sinh các phù căn trần. Đây gọi là phạm vi của hành ấm. Giảng căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra, từ đây lộ bày rõ ra nguồn gốc của sự sinh diệt, Điều này liên quan đến nguồn gốc của sự sinh ra và chết đi. Nó nằm trong loại động tướng vi tế của thức thứ bảy và thức thứ sáu. Lúc này tưởng ấm đã tiêu dung, hành giả đạt đến hành ấm. Do vậy, nguồn gốc của sự sanh diệt mới được hiển lộ. Hành giả thấy được toàn thể hai loại chúng sanh trong khắp mười phương, hiểu được một cách tường tận mỗi thứ trong hai loại chúng sanh, bao gồm các loài sinh từ trứng, noãn sinh, cho đến loài phải phi vô tưởng. Dù chưa thông suốt manh mối nguồn gốc riêng của mỗi loại nhưng đã thấy chúng có chung một cơ sở sinh diệt, giống như sóng nắng chớp nhoáng bập bềnh hành giả chưa hoàn toàn biết rõ nguồn gốc riêng của từng loại chúng xanh nhưng đã nhận rõ nguồn gốc của mười hai loại chúng xanh căn nguyên này giống như sóng nắng dã mã đôi khi vào mùa xuân quý vị có thể nhìn thấy có thứ gì đó giống như nước từ đằng xa nhưng khi đến nơi thì chẳng có nước trang tử gọi ảo giác này là dã mã đó là thị vi hóa về hình ảnh một đám mây bị cuộn lên theo sau đám ngựa phi nhanh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, theo văn kinh gọi đó là dương diệm, sóng nắng có nghĩa là hơi nước bốc lên từ mặt đất vào mùa xuân, tạo thành một cảnh tượng hư ảo. Người ta cho rằng ở nơi đâu có hiện tượng này thì nơi ấy phong thủy địa lý rất tốt. Do vậy dù trong kinh Phật gọi đó là dương diệm hay dã mã, cũng đều có nghĩa là ảo tưởng. Chớp nhoáng tập tập có nghĩa là có chút ít ánh sáng lúc có lúc không không sáng rõ bập bềnh thanh nhiễu nghĩa là trạng thái nhiễu loạn dao động nhẹ nhàng làm điểm thêm chốt để phát sinh các phù căn trần. Sáu phù căn trần là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tất cả các thứ ấy đều không thực, chỉ là huyễn tượng. Trong tiếng Trung Hoa, chữ then chốt được biểu tượng bằng cái chốt cửa mà người Trung Hoa dùng để đóng hay mở cửa. Ngày nay chúng ta dùng hai miếng bản lề bằng kim loại nhưng vào thời xưa ở trung hoa cái cửa được quay quanh một cái trục gọi là then và chốt vào lỗ để đóng lại đây gọi là phạm vi của hành ấm